Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ gia tăng nhanh của các phương tiện cơ giới cùng với những bất cập về cơ sở hạ tầng giao thông khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố Huế bị ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài và đang được các cơ quan chức năng của thành phố Huế tìm giải pháp khắc phục. Nút giao ngã 6, nút giao hai đầu cầu Phú Xuân hay nút giao hai đầu cầu Trường Tiền, cầu An Cừu hay ngã tư Trường Chinh, Bà Triệu là những điểm ùn tắc lâu nay của thành phố Huế. Trước thực trạng tắc đường diễn ra ngày càng nhiều ở trung tâm thành phố, Công an thành phố Huế đã huy động tối đa các lực lượng triển khai điều hòa giảm ùn tắc giao thông tại các giao lộ trọng điểm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình tham gia giao thông. Hiện nay việc ùn tắc giao thông xảy ra ở thành phố Huế thì nhất là những giờ cao điểm xảy ra rất là nhiều, và lực lượng cảnh sát giao thông ở Huế thì em thấy đã ra quân vào những cái điểm địa điểm như nhất là trường học và những cái ngã sáu đô. Em thấy là đã có nhiều lực lượng cảnh sát làm việc rất là tốt. Cái việc đó cái ý nghĩa là giúp mọi người lưu thông dễ dàng hơn, và em cảm thấy là cái việc mà cảnh những cái việc mà tình trạng sẽ va chạm nhau vào những cái lúc mà ùn tắc như vậy giúp mọi người cùng về nhà sớm hơn, đặc biệt là em những cái lúc mà trở về như vậy. Dân số của mình hiện tại đang tăng rất là nhiều và đường xã thì giao thông qua lại cũng nhiều, cho nên là cần đến lực lượng chức năng để giải tỏa những cái điểm mà bị ùn tắc trong khi giờ cao điểm. Với giải pháp trước mắt, chúng tôi đã tiến hành phối hợp với phòng quản lý đô thị tiến hành khảo sát lắp đặt một số các biển báo chỉ dừng, biển báo hiệu, tổ chức lại một số các nút giao thông trọng điểm tại các một số điểm giao thông phức tạp, một số khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông để nhằm đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được an toàn thông suốt vào các giờ cao điểm. Phòng quản lý đô thị thành phố Huế đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Huế thí điểm điều chỉnh phương án phân luồng giao thông, chỉ cho phép xe ô tô được lưu thông qua cầu Trường Tiền vào khung giờ cao điểm theo hướng từ Bắc qua Nam. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án phân luồng giao thông hợp lý đối với cả khu vực giao lộ Lê Quý Đôn, Bà Triệu, Trường Chinh, cầu Phú Xuân, cầu Giáo Viên, Vì Già, An Cừu, Kho Rèn để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Bên cạnh đó, kết hợp điều chỉnh thời gian đèn xanh và đèn đỏ hợp lý đối với cả cụm đèn tín hiệu giao thông trên trục đường Nguyễn Huệ, cầu Giáo Viên đảm bảo giao thông thông suốt. Điều này nhận được sự đồng thuận hưởng ứng cao của người dân. Trong thời gian qua thì thành phố mạnh dạn là báo cáo tỉnh, báo cáo các ngành để tổ chức phân luồng giao thông giảm tải cho cầu Phú Xuân. Thì giờ cao điểm hiện nay đối với cầu Trường Tiền là được lưu thông qua cầu Trường Tiền ô tô đối với ô tô. Đấy, thì qua theo dõi thì hiện nay cái cầu Phú Xuân nó giảm tải rất lớn. Đấy, thì cứ nút giao các cái nút giao của Nam và Bắc cầu Phú Xuân cũng một phần là được giảm tải đối với cái lưu lượng ô tô qua cầu. Đấy, về tương lai về lâu về dài thì cũng nghiên cứu tiếp các cái tuyến khác, đặc biệt là các cái cầu hẹp nhỏ mà đã hiện nay đang cấm giờ cao điểm. Hiện thành phố Huế có tổng số 535 tuyến đường đô thị gồm quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị với tổng chiều dài 413,3 km với bề rộng mặt đường từ 5 đến 10 m, chiếm tỷ trọng nhiều nhất. Trong thời gian gần đây, nhiều dự án chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông được triển khai cũng đã góp phần giảm áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị. Cùng với việc cải tạo hạ tầng, thành phố đang nghiên cứu lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu kết hợp tổ chức lại giao thông tại những nút giao thường xuyên ùn tắc giờ cao điểm. Đồng thời, đẩy mạnh tiến độ duy tu sửa chữa hệ thống đường xá thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp. Hiện nay là tỉnh đang chỉ đạo các ngành là quy hoạch chung của toàn tỉnh, trong đó cái vấn đề giao thông là rất là quan trọng, đặc biệt là tuyến các tuyến vành đai. Đấy. Thì giảm tải cho thành phố nội đô thì không trên hết là cần phải đầu tư các cái tuyến đường trọng yếu như tuyến vành đai 3, vành đai 4, tuyến đường tổ hợp đi sân bay, tuyến đường các đường tỉnh lộ nâng cấp mở rộng như là Nguyễn Gia Thiều, Dương Văn An hay là mở rộng Bà Triệu. Đó là những cái giải pháp lâu dài nhằm giảm tải cho địa bàn thành phố. Tuy nhiên, những giải pháp trên chỉ mang tính cấp bách. Về lâu dài, để giải quyết hiệu quả bài toán ùn tắc giao thông, thành phố vẫn kiên trì tập trung vào các giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển toàn diện hệ thống giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn hiện nay và cả trong thời gian sắp tới.